Tại Bangkok, một số quán cà phê, nhà hàng độc lạ ra đời, thu hút sự chú ý của khách hàng không chỉ bởi món ăn, thức uống mà còn đến từ các ý tưởng kỳ quặc. Nằm ở Silom, Unicorn Cafe đã biến thế giới về những chú kỳ lân trở thành hiện thực và được các tín đồ của mạng xã hội Instagram yêu thích. Khách hàng có thể đắm chìm trong không gian thần tiên với toàn các họa tiết màu hồng, xanh, tím và một khu rừng thú bông kỳ lân mũ mĩm, mềm mại. Unicorn Cafe nổi tiếng với bánh mì kẹp thịt phô mai, Mì ống, sốt kem cầu vồng và bánh quy nhiều màu sắc giòn rụng. Nổi bật nhất chính là ly soda kẹo bông bồng bềnh Mang thông điệp sống có trách nhiệm với xã hội, Kha Bịt Ảnh Co Đầm không chỉ là một nhà hàng mà còn là nơi khuyến khích thực khách nâng cao nhận thực về kiểm soát sinh sản. Thức ăn của chúng tôi không khiến bạn có bầu là khẩu hiệu kỳ quặc của nhà hàng. Ngoài các món ăn ngon, nơi đây còn trang trí nhà hàng bằng những chiếc váy cưới được kết bằng thuốc tránh thai. Đối với những con sen đích thực của Hoàng thượng, cây chờ đây kết cà phê đích thực là một thiên đường, vừa thưởng thức cà phê, vừa làm bạn với những chú mèo đáng yêu. Quán cà phê này được thiết kế rất ấm cúng với những vật dụng độc đáo, ví dụ như bát đựng thức ăn làm từ lon nước ngọt. Đen tối, u ám, ma mị, dựa người là những từ ngữ dùng để miêu tả không gian của Kid My Dead Awareness Cafe. Quán cà phê này trưng bày nhiều điều kỳ dị liên quan đến thế giới bên kia, như bộ xương, mặt nạ phẫu thuật và thậm chí là một chiếc quan tài có kích thước thật.